Cậu ơi. Em có một em à? Đây này. Ok. À, Hậu đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển ngày hôm nay như thế nào? Em nghĩ hôm nay là một trận đấu rất là khó khăn cho toàn đội, bởi vì cái thể trạng của toàn đội hôm nay rất là nặng, không được thoải mái. Nên em nghĩ là đó cũng là một sự cố gắng của toàn đội. Em nghĩ là sau trận đấu hôm nay, toàn đội sẽ có được thể trạng tốt nhất ở trận đấu tiếp theo để cố gắng từng trận đấu một để hướng tới kết quả tốt nhất. Em để thông tin về Hà Quang Hải nơi đúng không? Em nghĩ là hiện tại thì em cũng chỉ biết là Hải rời sân thôi, chứ còn em cũng chưa biết là Hải bị nặng hay bị nhẹ. Nghĩ là ngày mai huấn luyện viên sẽ có câu trả lời cho mọi người. Việc Quang Hải rời sân sớm có ảnh hưởng gì đến lối chơi của toàn đội? Em nghĩ là đội và huấn luyện viên xây dựng một lối đá tập thể, còn thiếu vắng Hải đó cũng là một cái mất mát rất là lớn, nhưng mà toàn đội sẽ cố gắng đá, sẽ có người thay thế vị trí của Hải. Hậu có thể chia sẻ là hôm nay trước Singapore thì đội mình rất là khó để ghi bàn. Điều khó khăn nhất trong trận đấu này thì bọn em khi mà bọn em vào thi đấu, bọn em đánh giá tất cả các đối thủ đều như nhau. Bọn em các đối thủ đều rất là đồng đều và họ luôn có những bất ngờ, và bọn em luôn luôn phải cố gắng hết mình để thi đấu hết mình để có được chiến thắng. Và em nghĩ là hôm nay toàn đội đã cố gắng có được chiến thắng rất là vất vả. Em có thể chia sẻ là cái giữa hiệp ấy thì thầy Park có nói gì với các anh em không? Em nghĩ là thầy Park có động viên tinh thần là anh em thôi, và bọn em cũng hiểu điều đó và bọn em cố gắng để phải, và may mắn là bọn em đã có bàn thắng. Cảm xúc khi mà có một đường kiến tạo cho thủ phú đánh đầu kiến tạo cho Đức Trinh ghi bàn ở trận đấu này thì cảm xúc như thế nào? Em nghĩ là nghĩ là ai kiến tạo hay ai ghi bàn cũng vậy thôi, thì cảm xúc của em khi mà đội có bàn thắng thì điều đó rất là tuyệt vời, và em nghĩ là điều tuyệt vời hơn là toàn đội đã có 3 điểm. Chiến thắng ngày hôm nay có khiến bạn cảm thấy an tâm hơn trong trận chung kết không? Em nghĩ là chiến thắng ngày hôm nay làm cho bọn em có tinh thần cao hơn, vượt qua được chiến thắng rất là mệt mỏi. Hôm nay cơ thể các cầu thủ rất là mệt mỏi. Em nghĩ là hôm nay toàn đội vượt qua được chiến thắng ngày hôm nay và sẽ cố gắng lấy tinh thần và sẽ quyết tâm thi đấu trận đấu cuối cùng của vòng bảng của Thái Lan. Ok, cảm ơn các bạn.